cho các bạn. Đây mình sẽ dẫn các bạn mô hình và tính toán cái mô hình cái kết cấu bánh xe chuyển động và phanh hãm. Đây, ratchet wheel là cái bánh xe chuyển động. Đây, và cái ratchet stop là cái hãm, phanh hãm. Thì trong buổi này mình sẽ hướng dẫn các bạn mô hình phần ratchet stop trước, có nghĩa là chi tiết phanh hãm. Đây, cái câu này sử dụng công cụ chủ yếu là tangent vẽ tiếp viên, vẽ đường thẳng tiếp viên để mô hình kết cấu. Đây, đơn vị mình sử dụng là inch. Cái câu này khi nhìn cái câu thì bạn sẽ phải đặt được hệ trục tọa độ rồi. Trục tọa độ chọn đây, mình chọn đây cứ vẽ. Thì đầu tiên các bạn nhìn vào hình này, các bạn sẽ thấy cứ vẽ cái đường thẳng này sẽ vẽ được đầu tiên cái cung tròn này sẽ vẽ được, còn hai cái đường này sẽ dùng sử dụng công cụ tangent. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào component system và xuống geometry. Ví dụ là bạn đổi tên bài 2A, kích đúc vào geometry. Chọn vào XY plane, chọn vào group cut face, bạn kích vào sketch, sketching. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ đường thẳng. Đây, chúng ta sẽ vẽ đường thẳng này trước. Vẽ đường này. Quên mất, chúng ta sẽ chọn đơn vị inch. Rồi, rồi mình vẽ đường line, line bất kỳ theo hướng này, trục. Rồi, và ta dùng dimension này. Rồi, ta cho góc trước đi, cố định góc trước, góc khoảng 40 độ, góc một phương ngang đây và đây. Đây, góc này thì góc này bằng 40 độ, thì góc bên này nó sẽ bằng 40 độ so với phương ngang này, thì góc còn lại chắc chắn nó sẽ bằng là 140 độ. Đúng không? Thì ở đây mình sẽ nhập góc này là 140 độ. Ok, tiếp theo mình sẽ vẽ một cái cung tròn này, bán kính bằng 0.188 inch. Quan tâm mình sẽ kéo draw sổ xuống circle
dimension cho nó đường kính bằng 0,188. Nhập 0,188 này, nhập được. Vậy chúng ta đã có cho cái đường thẳng này thì nó chưa hiện màu xanh dương, vậy chúng ta chưa xác định nó trên tọa độ thì ta phải xác định nó, đã xác định được góc rồi, giờ ta xác định chiều dài không chéo này, kích vào hai điểm này, chiều dài trục vuông chéo là 0,16, 0,16 nhân 4. Như vậy bạn có thể thấy rồi, các bạn cần phải xác định thêm một cái khoảng cách nữa thì mình sẽ xác định được cái này. Thằng này chính là khoảng cách từ điểm đầu này đến đây, khoảng cách từ điểm đầu này đến số trục x gì ta sẽ thẳng đứng này, chụp vào điểm này, chọn chụp kéo ra cách bằng 0,125. Đấy, các bạn nhập 0,125, enter. Tiếp tục ta phải nhập, vẫn chưa sẵn thể xác định được cái này, ta phải nhập thêm thông số nữa là khoảng cách cho phương ngang. Phương ngang ở đây nó bằng 0,57. Bạn thôi ra thò, bạn kích vào điểm này và kích vào trục, kéo xuống, nhập H7 sẽ bằng 0,57, nhân từ. Đấy, như vậy là chúng ta đã, nó sẽ chuyển thành một xu hướng, chúng ta đã xác định được cái đường thẳng này trên phẳng XY. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ một cái cung tròn tiếp viên với cái cung tròn này và đi qua điểm này. Thì đầu tiên mình sẽ vào draw, mình sẽ đây cung tròn mà tâm đây qua một điểm bất kỳ R14 bằng 0,56. Ok, và giờ mình sẽ làm cho được tròn này nó sẽ tiếp xúc trực tuyến với cái cung tròn này, tiếp xúc với cung tròn này. Mình sẽ vào một công cụ constraint, đây constraints, chọn một tangent và kích vào cung tròn này, kích vào mặt này, mình đã được một cái cung tròn mà tiếp xúc với được tròn này. Tương tự như thế thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ vẽ một cái cung tròn này bằng kính 0,34. Ok, mình sẽ vào draw vẽ tiếp. Hay mình sẽ vẽ một cái cung tròn nữa. Đây aspect shader sẽ điểm này vào cái vùng điểm xa đây thôi. Đấy, mình sẽ định nghĩa cho một cái bán kính radius ở đây bằng 0,34 thôi.
Editor. Theo mình sẽ dùng cái constraints, công cụ constraints để mình dùng tangent để mình chỉnh cho hai cái này tương tự với nhau. Sẽ chọn vị trí gần trực tuyến này, cung tròn, và chọn cái gì của cung tròn này. Như vậy tiếp xúc nhé. Tiếp theo mình sẽ trim cái phần này trong ID. Mình sẽ chọn công cụ Modify, chọn Trim, Ignore Axis. Đây, chọn phần này. Đây, Dimension, mình sẽ chỉ để Display, chỉ để hiện giá trị thôi, thông tin. Đây, các bạn có thể chú ý về việc giá trị của nó nhé. Bạn có thể tắt cái kích thước này đi, tắt Display đi được. Ok nào, đây là bằng kích này. Giảm bớt cả hẹp của nó đi. Tiếp theo, bạn vào mục Issue. Kích vào Issue. Kích thước bề dày của cái phần này bạn xem là bằng 0.125 inch, thì các bạn chỉ cần extrude nó và apply kích thước bằng 0.125, generate. Đấy, như vậy các bạn đã được một cái ratchet stock, cái phanh hãm. Bạn phải tắt kích thước này đi. Đấy. Như vậy các bạn đã mua gì xong nó. Được phần đầu tiên. Ngoài ra các bạn đã ở đây có thể mô hình những vũ lực tác dụng vào cái câu này. Các cho em lưu file. Okay. Mình sẽ mô phỏng lực tác dụng lên cái phanh này, phanh hãm này, để bạn kích đúp vào gì ở trên đây. Static structure đúp vào rồi, bạn kéo cái geometry của bạn vào geometry ở đây. Ok, mình đúc vào model. Ở đây mình vẫn dùng là cái cấu thép, vật liệu thì mình vẫn để đồng với mặc định. Đây, cấu chúng ta mô hình đây. Như ở bài trước mình hướng dẫn, bước tiếp theo bây giờ chúng ta thay đổi đơn vị. Đơn vị ở đấy mình đang dùng là inch. Đây. Ok, mình sẽ đầu tiên mình sẽ mesh chia lưới phần tử ở đây. Kích vào đây chúng nó sáng cái chữ match lên. Sau đó mình sẽ chỉnh sửa ở đây cái variable mình điều chỉnh. À, 40 mua đi bạn. Chỉnh tiếp theo là mình sizing kích thước, định kích thước cho nó. Kích vào đây, bạn cho nó file để cho nó phần tử mịn đi. Rồi, và các bạn chỉ việc kích vào mesh và chuột
0 y medio. Dai, messo quello che era, no, ma che vorrei dire, ok, size, sono contato 21.552, sono contato 21.552, sono contato 21.552, các bạn muốn các bạn có thể chọn đây vị trí ở cái mặt này, chọn cái mặt này apply. Ở đây mình sẽ các bạn lực thẳng đứng có nghĩa là theo phương y, lực sẽ định nghĩa không bởi components các thành phần, lực theo phương y ở đây mình sẽ nhập bằng âm 300, âm 300 ppm, power force, âm 300 power force, thế thôi, mình chỉ cho nó dùng một lực như vậy, thì cứ trên xuống, này chính là lực của cái bánh xe chuyển động tác dụng lên cái phanh này. Đây tiếp theo mình xong được xong rồi thì mình sẽ khai báo một cái trong mục solution nha, để ra bài toán chọn stress equivalent moon masses rồi biến dạng directional. Các bạn thêm phần support, fix support, support ở đây, cái mặt này, apply đi, như vậy nó sẽ đúng hơn, và mình sẽ chạy lại bài toán này, so. Cái này thì mình gặp rất nhiều trong các bài toán cơ khí. Bạn xem đã chạy xong chưa? Từ cái vận tốc quay của cái bán kính con thông số hình học của cái con quay bánh xe quay chuyển động, mình sẽ tính ra được lực tác dụng vào cái hãm này. Từ đấy chúng ta sẽ tác dụng biết tính được cái lực chúng ta có thể bấm bàn tay để cho động cơ để hãm phanh, để hãm lại chuyển động của cái con bánh xe này. Đấy, như vậy. Đây, bài toán đã xong. Bạn có quan sát về đây là về ứng suất trung bình. Đơn vị là PSI, sân đơn vị là PSI, cái đơn vị của Anh, Mỹ. Bạn nhìn thấy xem một số lớn nhất này, tại đây ứng suất min nằm tại góc này, ứng suất max ở đây sẽ bằng 2,46 thậm chí 2,46 PSI, còn min chỉ bằng 3.654,9 PSI ở vị trí này. Bạn xem tại vị trí này nó bằng bao nhiêu? 7.000 cắt và cắt
cắt đi, sẽ có thể đây, sẽ tới đây, đó ra là chỉ bao nhiêu 53.756 PSI. Chọn là bắt đầu xem về chuẩn bị. Đây. Chuẩn bị lớn nhất tại đây, tại đó này. Bằng 0.001992 inch. Min thì bằng trừ 0.00 1156 2 inch. Ở đây thì mình sẽ xem xong nó rồi. Tắt này đi. Các bạn xem nó chuẩn bị như nào. Khi vào animation này, khi nó ứng dụng thì rõ ràng là cái đầu tiếp xúc này sẽ bị ấn xuống, nó sẽ bị tác dụng và nó sẽ bị chuẩn bị đi xuống rất chính xác thôi. Chúng ta có thể tưởng tượng thấy cũng để thấy ra nó sẽ di chuyển xuống thế. Từ bài toán chúng ta là chính xác. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn nốt về mô hình cái bánh xe chuyển động này. Xin cảm ơn.